Kịch tính 24 giờ truy bắt kẻ làm bậy với cô gái xinh đẹp rồi phay ra ở phòng trọ, ném vào bụi rậm. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT, tiểu sử tử tù giang hồ người nổi tiếng. Trong khi cả nước đang đón năm mới 2024 ngay tại thành phố Thủ Đức, công an trong vòng 24 giờ đã truy bắt được kẻ sát hại cô gái trong phòng trọ. Từ đây, những chi tiết như làm bậy với cô gái hay phay ra rồi đem phi tang cũng được công an nêu rõ trong buổi họp báo mới nhất mở bát vào ngày mùng 5 Tết âm lịch 2024. Chiều ngày 14 tháng 2, Công an TP.HCM tổ chức họp báo thông tin vụ cô gái 25 tuổi bị nam thanh niên sát hại rồi phân xác phi tang xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân trong vụ án này được xác định như sau: tên thật Vi Thị Thống, tuổi 25, quê quán Đồng Nai. Hung thủ cũng được xác định là Nguyễn Đăng Khoa, 25 tuổi, quê Tiền Giang. Chị Thống là công nhân làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Quas Phong Phú, đóng trên địa bàn phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức, TP.HCM. Chiều mùng 8 tháng 2, tức 29 Tết, chị Thống tan ca làm và trở về phòng trọ nằm trong hẻm trên đường Quang Trung, phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức. Sau đó chị Thống nhắn tin với gia đình là chuẩn bị về quê ở huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai để ăn Tết. Chờ mãi không thấy chị Thống về đến nhà, người thân cố gắng liên lạc nhiều lần qua điện thoại nhưng không có kết quả. Sáng ngày 9 tháng 2, tức 30 Tết, bạn trai của chị Thống nói với người thân của chị là đã nhờ người đến phòng trọ tìm nhưng thấy cửa đã khóa ngoài. Người này đã phá khóa để vào phòng kiểm tra nhưng không thấy chị Thống ở bên trong. Đến trưa ngày 9 tháng 2, gia đình chị Thống đến phòng trọ của con gái thì thấy phòng không có sự xáo trộn, xe máy vẫn để bên trong. Trên xe treo nhiều túi đồ chuẩn bị về quê. Tuy nhiên ba lô mà chị Thống thường dùng và điện thoại, chìa khóa xe thì không có trong căn phòng. Lo lắng sự an nguy của con gái, gia đình chị Thống đã đến công an phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức trình báo vụ việc. Người thân của chị Thống cho biết, chị hiền lành và ít nói chuyện với người lạ. Tiếp nhận tin báo, công an phường Tăng Nhân Phú B đã cử lực lượng xuống nhà trọ để xác minh thông tin và tổ chức truy lùng tung tích chị Thống. Lực lượng công an phường cũng đã cùng với người nhà chị kiểm tra bên trong phòng trọ và ghi nhận xe máy, quần áo, đồ dùng cá nhân vẫn còn trong phòng, không có sự xáo trộn bất thường. Tiếp tục áp dụng các biện pháp truy tìm và thu thập hình ảnh camera nhà trọ ghi nhận chị Vi Thị Thống không ra khỏi phòng trọ từ khoảng 14 giờ ngày 8 tháng 2, đồng thời xác định chị Thống vẫn chưa về nhà tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Làm bậy với cô gái trong phòng trọ đóng kín. Các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM đã triển khai 6 tổ công tác khẩn trương và rà soát hiện trường khu nhà trọ, nhiều địa điểm có liên quan, xác minh thông tin các cá nhân ở khu vực nhà trọ của chị Thống và những đầu mối thông tin khác tại nhiều địa phương. Đại tá Trần Thị Kim Lý, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, từ kết quả báo cáo của Công an TP Thủ Đức, Ban Giám đốc Công an TP.HCM nhận định vụ việc có nghi vấn nạn nhân bị làm bậy. Ngày 12 tháng 2, tức mùng 3 Tết, Giám đốc Công an TP đã phân công Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP trực tiếp chỉ đạo xác lập chuyên án nhằm tăng cường lực lượng của các phòng nghiệp vụ cảnh sát, cục kỹ thuật hình sự, kỹ thuật nghiệp vụ phối hợp với Công an TP Thủ Đức, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương xác minh nhanh chóng làm rõ bản chất vụ việc và truy tìm tung tích nạn nhân. Kết quả nổi lên đối tượng Nguyễn Đăng Khoa ở chung dãy trọ với chị Thống có nhiều biểu hiện bất thường. Trước đây 24 giờ khẩn trương truy xét, lực lượng phá án đã truy bắt được Khoa khi đối tượng này đang lẩn trốn tại xã Cát Khánh, huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định, di lý về cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để tập trung đấu tranh làm rõ. Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định vào khoảng 15 giờ ngày 8 tháng 2 nhằm ngày 29 Tết, sau khi dẫn dụ nạn nhân qua phòng trọ số 14 với lý do nhờ phụ giúp dọn đồ đạc, Khoa đã khóa cửa phòng trọ, dùng dao đe dọa, uy hiếp nhằm mục đích cướp tài sản của nạn nhân, sau đó nghi phạm khống chế khiến chị Thống tử vong. Ngay sau đó, đối tượng Khoa tiếp tục thực hiện hành vi làm bậy đối với nạn nhân, chiếm đoạt một lắc tay, một nhẫn trên người, hai cái nhẫn vàng 4 số 9, một sợi dây chuyền, một đôi bông tai bên trong ba lô, 3 triệu đồng trong túi đeo chéo của chị Thống. Đáng chú ý, để che giấu hành vi phạm tội, Khoa đã dùng dao phay nạn nhân thành nhiều phần, bỏ vào túi ni lông, đem phi tang tại các khu vực bụi cây rậm rạp ven đường nội bộ khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức, thuộc phường Tăng Nhân Phú A, thành phố Thủ Đức. Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y, kết quả giám định và tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra có đủ căn cứ và cơ sở khoa học khẳng định đối tượng Khoa đã thực hiện hành vi cướp tài sản, đoạt mạng người và làm bậy đối với chị Thống. Ngày 14 tháng 2 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa về 3 tội danh. Dù trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, nhưng các đơn vị Công an TP.HCM đã không quản ngại, quyết tâm truy bắt hung thủ, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, chia sẻ với nỗi đau của gia đình nạn nhân. Đại tá Trần Thị Kim Lý cho biết, chia sẻ với nỗi đau mất mát lớn của gia đình nạn nhân, chúng tôi kiên quyết điều tra làm rõ vụ án nhanh nhất để xử lý đối tượng đúng người đúng tội.
khen thưởng các đơn vị phá vụ cô gái bị sát hại ở thành phố Hồ Chí Minh dịp Tết. Sáng ngày 15 tháng 2, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cùng Công an thành phố Hồ Chí Minh và Thành ủy thành phố Thủ Đức đã tổ chức lễ trao khen thưởng cho các đơn vị tham gia phá vụ án cô gái bị sát hại tại nhà trọ ở thành phố Thủ Đức. Báo cáo về vụ án, Đại tá Trần Văn Hiếu, trưởng Công an thành phố Thủ Đức cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin của gia đình trình báo về việc chị Vi Thị Thống, 25 tuổi, mất tích bí ẩn tại khu trọ trên địa bàn phường Tăng Nhân Phú B, các đội nghiệp vụ của Công an thành phố Thủ Đức đã vào cuộc xác minh. Trưởng Công an thành phố Thủ Đức chia sẻ, trong thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn, nhưng các đơn vị vẫn nỗ lực quyết tâm phá nhanh vụ án. Đây là tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, góp phần đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao niềm tin của người dân với lực lượng công an. Phát biểu chỉ đạo, Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, biểu dương tinh thần của các cán bộ chiến sĩ đã xa nhà, xa vợ con trong những ngày Tết để khám phá nhanh vụ án. Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, đây là sự hy sinh của các lực lượng tham gia vụ án, đồng thời đây là kết quả thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, hợp đồng về nghiệp vụ của các phòng nghiệp vụ và Công an thành phố Thủ Đức trong tác chiến và khám phá án. Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đánh giá vụ án xảy ra bất ngờ, nghi phạm chuẩn bị trước nên công an không kịp phòng ngừa. Tuy nhiên, công an nhanh chóng khám phá vụ án đem lại sự bình yên của người dân. Thượng tá Nguyễn Đình Dương đề nghị thời gian tới các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố Thủ Đức tiếp tục phát huy ưu điểm nắm chắc tình hình cơ sở, đặc biệt là quản lý chắc nhân thân từng khu vực, kịp thời tiếp nhận phản ánh của người dân liên quan đến công tác giữ gìn an ninh trật tự, cẩn trọng xem xét đánh giá các nguồn tin, dấu vết, từ đó xác định đúng đắn các biện pháp, cách thức đấu tranh phòng ngừa có hiệu quả các loại tội phạm, đem lại sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Trong video này, PKT cũng đã lược bỏ đi một số phần mà mình thấy là không cần thiết để cung cấp cho các bạn những thông tin chính xác, khách quan, ngắn gọn để các bạn có thể dễ nghe, dễ nhớ và dễ hiểu. Hy vọng là các bạn thích video này và nếu các bạn có bình luận gì thì để lại phần comment phía dưới. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.